Nhiều người dùng cảm thấy máy xay cà phê không có tính năng tự động tắt là một bất tiện lớn. Tính năng này không chỉ giúp máy hoạt động hiệu quả hơn mà còn mang lại sự an toàn cho người dùng, đặc biệt là khi bạn đang bận rộn làm những việc khác trong quá trình pha cà phê. Hãy cùng bàn luận về lý do vì sao tính năng này lại quan trọng và những giải pháp có thể giúp máy xay của bạn trở nên thông minh hơn. Lý do vì sao máy xay nên có tính năng tự động tắt. Thứ nhất, ngăn chặn quá tải. Máy xay chạy quá lâu sẽ dễ gây quá tải, làm giảm tuổi thọ của máy và gây ra những hỏng hóc không cần thiết. Thứ hai, tránh lãng phí điện năng. Khi máy xay tiếp tục chạy mà không cần thiết, nó sẽ tiêu thụ nhiều điện năng hơn, gây lãng phí. Thứ ba, bảo vệ an toàn. Nếu máy xay chạy quá lâu mà không dừng lại, nhiệt độ bên trong sẽ tăng cao, dễ dẫn đến cháy nổ hoặc các vấn đề khác. Thứ tư, đảm bảo chất lượng xay. Máy xay chạy quá thời gian cần thiết có thể làm cà phê bị xay quá mức, dẫn đến mất đi hương vị mong muốn. Giải pháp nâng cấp với tính năng tự động tắt. Thứ nhất, mua máy xay tích hợp sẵn. Tính năng, nhiều dòng máy xay hiện đại đã được trang bị tính năng tự động tắt. Hãy lựa chọn các dòng máy này để tăng hiệu quả và an toàn. Thứ hai, sử dụng máy xay có bộ hẹn giờ. Một số máy xay được tích hợp bộ hẹn giờ, giúp kiểm soát thời gian xay cà phê một cách chính xác hơn. Thứ ba, bổ sung bộ điều khiển thông minh. Với một số máy xay cà phê không có tính năng tự động tắt, bạn có thể bổ sung bộ điều khiển thông minh từ bên ngoài để tự động dừng máy sau một khoảng thời gian nhất định. Thứ tư, thực hành tốt khi sử dụng. Hãy lưu ý về thời gian và quan sát khi máy xay cà phê đang hoạt động để tắt máy đúng lúc. Tránh chạy quá lâu, Neon Coffee hiểu rằng trải nghiệm sử dụng máy xay cà phê an toàn và hiệu quả là ưu tiên hàng đầu. Nếu bạn cần tư vấn thêm về những dòng máy xay hiện đại, tích hợp tính năng tự động tắt, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800 9450 để được hỗ trợ tốt nhất.